Chào các bạn, mình là Chuối, mình đến từ gearshop.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con kẹt GTX 1050 Ti của Colorful. Thì cái bản này là cái bản cao cấp nhất của Colorful. Nó có mặt trước, nó có là logo của sản phẩm, đó là GeForce GTX 1050 Ti. Đó, chuẩn của nó là Direct 12 và driver gì đó, game work. Mặt trên của nó là có thiết kế hình rất là gaming. Mặt phía sau nó cũng vậy, thể hiện tất cả các thông tin thông số của sản phẩm. Và mặt bên hông đó là quen thuộc, đó là logo iGame và nhà sản xuất NVIDIA, nhà sản xuất con chip. Mặt dưới của nó là cái chuẩn của nó sản xuất, mặt cái chuẩn của nó gồm có là chuẩn NVIDIA Pascal và có support đó là Direct 12 hoặc là Vulkan 1.4, những cái chuẩn Vulkan API 1.4, những chuẩn hiện đại nhất. Đó, tổng thể con kẹt là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong, đó là mình xem con kẹt nó có gì ha. Phía trong vỏ hộp thì mình mở ra thì mình thấy nó là có một lớp mút đóng gói rất là đẹp. Đó, bên trong đó gồm có con kẹt và những sách hướng dẫn sử dụng. Đây con kẹt, và đi kèm nó là một phụ kiện, đó là đầu chuyển pin từ 8 pin sang 6 pin. Hiếm có nhà sản xuất nào mà tặng cho các bạn con cáp này, rất là chuẩn. Đây là toàn bộ những sản phẩm cho có trong hộp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vô con kẹt. Đây, nhìn bề ngoài á, thì con kẹt rất là to và nặng. Đây, mình lấy ra. Nhìn tổng thể của nó thì mình thấy ở đây là nó có thiết kế là hai fan, rất là chắc chắn. Khung và phía sau nó có cái khung bảo vệ tấm backlight. Đây là tấm bằng thép, rất là cứng cáp. Phía trên là hai ống tản nhiệt được mạ niken và cổng cấp nguồn 6 pin. Ở cổng bên đây thì mình có 3 cổng xuất ra màn hình, đó là chuẩn DVI và chuẩn HDMI và chuẩn Display Port 1.4. Còn cái nút này là nút gì thì mình nói cho các bạn biết luôn, đó là cái nút này là nút OC của con kẹt. Chỉ cần nhấn một nút nó sẽ là OC, nhấn cái nữa là nó sẽ tắt chức năng OC, giúp cho các bạn không biết rõ về phần mềm OC nó sẽ thuận tiện hơn. Đây là tổng thể con kẹt ha.